chất lượng thì chúng ta nhận định là ngày càng nâng cao và tạo được sự hài lòng cũng như là tín nhiệm của nhân dân cũng như các cơ quan truyền thông. Thì ở đây cũng có nhận định là có những cái khó khăn chế hạn chế như là cho chưa có sự thống nhất chỉ đạo về hồ sơ biểu mẫu, thì chúng ta chưa có bác sĩ chuyên sâu về cái phẫu bệnh. Về công tác kiểm nghiệm, chúng ta lưu ý hôm nay là còn kiểm nghiệm ở trung tâm kiểm nghiệm, không còn kiểm nghiệm trực phòng trọng. Thì thường xuyên duy trì tốt chức năng giám sát thuốc và dược phẩm. Thế là tổng số mẫu được kiểm tra là 510 mẫu.